Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử luôn anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con mình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi,
trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha xa bờ, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nhá. Anh em hiểu này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp 2 nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp. Nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nhá. Ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá. Tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá. Đây, sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười, đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây, nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét giữa hết về nó sẽ rung anh em nha. Lẻ rung và sấp 2 rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi. Anh em nhận diện ở nhà đi và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nha. Dung là dung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ. Tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nha. Bởi tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Hay chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nha. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không dung anh em nha. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Sấp 2 sự chinh nghịch nó sẽ dùng hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều dùng một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ, mở này, không mà sai, ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét giữa hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này.
máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết đánh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senco tứ tử. Mở đây, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn mọi người, chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2,5 mét hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn đây, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín này anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này. Mở đây, không bạn sai ba trắng này anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc, anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ sấp hai. Mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em đi nhá, quân nặng được, thăng long villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không bao sai ba đèn này anh em này. Bây tôi để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ sấp 2 nó sẽ dùng hai cái để chinh lệch cho anh em này. Ba đen đây, ba trắng nó đều dùng một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 98 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip.